báo, nó đăng báo. Được đăng lên báo của nhà nước. À? Được đăng lên báo của chính phủ. Báo của Hà Nội đấy. Vâng. Cái nhà Hà Đông báo, báo của Trung ương, người ta cầm vào đây cho mẹ à? Mừng quá, mẹ gọi cái này nhà nước người ta đăng báo cái này thì người ta chắc là được lọc không? Có được lọc không? Có. Được nhiều ít. Được một ít thôi nhưng mà vui. Vâng, xong ai đọc cho mẹ cái bài báo đấy? Hả? Có ai đọc cho mẹ nghe không? Có. Chết nó đọc cho mẹ nghe. À. Chết giỏi nhờ con Zip, chết giỏi thế. Không phải là vật chất, cái đấy là giấy khen của sứ quán. À. Cái đấy là giấy khen của sứ quán.